Xin chào các bạn, mình là Thành. Và ngày hôm nay rất là vui khi làm một cái video tiếp hướng dẫn cho mọi người về phân tích 3 cái chỉ số huyết áp và hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy đo huyết áp. Vậy ai cần những cái máy đo huyết áp này? Thứ nhất, Thành phải nói là ai cũng cần. Vì sao? Vì cái nguy cơ bệnh tim mạch là cái nguy cơ mà ai cũng có thể mắc. Và bệnh tim mạch là cái nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu trên thế giới bây giờ. Và cái số 2 là cái thói quen ăn uống của chúng ta, như là ăn nhanh, đồ chiên xào rán nhiều, chúng ta lạm dụng về cái thực phẩm đông lạnh, thì là cái nguyên nhân mà chúng ta đang rất là nhiều người bị vấn đề về huyết áp, tai biến, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rồi những cái bệnh liên quan đến vấn đề về tử vong đột ngột. Thì Thành sẽ hướng dẫn cho mọi người phân tích. Và có rất là nhiều anh chị chúng ta làm bác sĩ, làm dược sĩ, làm đông y, làm ngành thực phẩm chức năng, thì chúng ta phải xác định được cái sức khỏe tim mạch cơ bản thông qua cái máy đo huyết áp cho khách hàng. Vậy cái đầu tiên Thành sẽ giải thích cho mọi người là có nhiều anh chị nói là cái huyết áp ở bệnh viện là chúng ta sẽ chia thành hai loại. Một là huyết áp cơ, là chúng ta phải bóp và chúng ta phải nghe nghe. Và cái thứ hai là huyết áp điện tử. Thì huyết áp cơ là ở bệnh viện thì các bác sĩ đang dùng. Và huyết áp điện tử thì ta có hai loại. Một là loại đo cổ tay, hai là loại đo bắp tay. Vậy huyết áp cơ hay huyết áp điện tử chính xác hơn? Thì một cái câu hỏi rất là nhiều tranh cãi. Thì khi mà Thành qua nước ngoài thì hầu như bây giờ người ta đều sử dụng huyết áp điện tử. Thì anh chị chỉ cần hình dung được là với cái điện thoại dây bằng đè bàn hồi trước so với cái điện thoại bây giờ là điện thoại smartphone, thì cái sóng là chuẩn hơn. Nhưng do gì ạ? Nhưng mà do một cái thói quen, do cái bộ máy về y tế của chúng ta sử dụng cái đó quen rồi. Nhưng mà theo Thành, đó là ở cơ quan nhà nước về bệnh viện thôi. Còn khi mà chúng ta đi làm việc nha, anh chị lên chuẩn bị cho mình một cái huyết áp đo điện tử, thì Thành thấy là cái độ chính xác của nó cũng dao động 90-99% so với huyết áp cơ. Và anh chị, nếu mà anh chị tiện thì anh chị có thể chuẩn bị huyết áp đo cổ tay, thì chắc chắn huyết áp đo cổ tay sẽ không có chính xác bằng huyết áp đo bắp tay. Nhưng mà huyết áp đo bắp tay thì nó sẽ đo phức tạp hơn một xíu, đo cồng kềnh hơn một xíu, và nó phải nhiều thao tác hơn. Vậy đầu tiên Thành đã giải thích cho mọi người cái vấn đề về các máy đo huyết áp. Thì hiện tại thì có hai dòng huyết áp mà trước đây Thành dùng, đó chính là huyết áp của Nhật là Thành dùng Omron. Thì Omron cũng là khá là ok, nhưng mà tầm 2 năm trở về đây thì Thành thích cái máy đo huyết áp bắp tay của Rossmark nha. Thì cũng nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam cả nhà nha, và giá bán lẻ ra có 1.096.000 thôi. Thì Thành đang hỗ trợ nhập cho mọi người, lấy hộ mọi người là chỉ có 800.000 thôi, bảo hành là 5 năm, bảo hành 5 năm chính hãng. Và hầu như là mình dùng được khoảng tầm 2 năm nay rồi thì là chưa bị nối cái nào hết nha. Thì cái máy này là mình đang lấy cho một chị dược sĩ cũng đang dùng một vài cái huyết áp của Đức, nhưng mà nghe Thành giới thiệu cái huyết áp này thì hay hơn. Số hạng tiếp theo, Thành sẽ giải thích cho mọi người cái chỉ số khi mọi người đo. Có rất là nhiều các chú chúng ta đo cái máy huyết áp rồi nhưng mà chúng ta không hiểu ba cái chỉ số này. Và khi ta đo một cái máy đo huyết áp ra thì nó sẽ có ba chỉ số. Ví dụ ở đây là 115, 73 và 72. Vậy 115 là gì? 73 là gì? 72 là gì? Nó có ý nghĩa gì với sức khỏe của chúng ta? Vậy chúng ta hình dung được nha. 115, người ta trước tiên là ta hiểu là đơn vị đo huyết áp là mm thủy ngân, m là mhg. Thì 115 này có rất là nhiều tên. Người ta có thể gọi là huyết áp trên, hoặc người ta có thể gọi là huyết áp tối đa, hoặc là người ta hay một gọi là một cái tên là huyết áp tâm thu. Vậy trước tiên mình hiểu huyết là máu, áp là áp suất hoặc là áp lực. Vậy có nghĩa là đo huyết áp là đo áp lực của máu lên thành động mạch. Vậy chúng ta hình dung nha, cái bể của chúng ta, nếu mà xây một cái bể lớn thì ta phải xây tường dày hơn. Ta xây bể một khối thì tường nó mỏng hơn. Vì sao? Vì nước hoặc là dung dịch chất lỏng nào ở trong một cái môi trường nào nó cũng sẽ tạo ra áp lực. Chưa có nói là dòng máu của chúng ta luôn luôn chảy, đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo lên cái áp lực lên cái thành động mạch. Và người ta đo cái áp lực đó, người ta gọi là đo huyết áp, chính là đo cái áp lực của dòng chảy của máu lên động mạch. Vậy huyết áp trên là huyết áp tâm thu, có nghĩa là như nào? Người ta gọi là cái biên độ giới hạn lớn nhất trong một cái chu kỳ huyết áp.
chúng ta nhìn này, huyết áp nó có vùng sin này này, thì cái lên này, cái lên cao nhất này này, đó chính là huyết áp trên, và dưới cùng cái đáy này này nha, nhà cả nhà là huyết áp dưới. Vậy huyết áp tâm thu có nghĩa là gì? Huyết áp tâm thu là huyết áp trên, là huyết áp tối đa, là biên độ lớn nhất. Hiểu đơn giản như thế này này, khi tim chúng ta co lại, tim co lại, chúng ta nhớ này, máu ra khỏi tim là do tim đẩy máu ra, các cơ tim đẩy máu ra. Khi tim chúng ta co lại như thế này thì máu phọt ra, thì máu cho nó phọt ra đi ạ, thì nó sẽ tác động một cái áp lực lên động mạch, thì lúc này người ta đo cái đó nha. Và anh chị chỉ dễ hình dung như này, vậy nếu mà gì tim đập, tim gì tim cơ tim khỏe đẩy ra một lượng máu gì lớn thì huyết áp tốt, đúng không ạ? Huyết áp tốt, nhưng mà gì quá mức nó làm một áp lực quá cao. Vậy anh chị chỉ cần hiểu cho thành tâm thu đơn giản nhất gọi là cái bơm nha, đo gì ạ, đo sức bóp của tim, người ta gọi là đo gì, đo mức độ hoạt động của cái bơm, hoạt động bình thường thì áp lực bình thường nha. Anh chị cứ nhớ là huyết áp trên là bơm, huyết áp dưới 73 người ta gọi là huyết áp dưới, huyết áp tối thiểu, hoặc gọi là huyết áp tâm trương. Tâm thu là tim thu lại, tâm trương là tim lở ra. Máu về tim không chỉ do tim hút về, tim không thể hút máu về, tim chỉ để máu đi thôi, mà do tất cả các tĩnh mạch và nhất là các van tĩnh mạch sẽ đẩy máu về tim. Và khi tôi co lại máu phọt ra thì nó sẽ tác động một cái lên cái gì, cái động mạch, và gì, và khi tim lở ra, lở vừa nó đẩy vừa nó phành mạch như thế này, động mạch như này rồi, khi tim co vào thì nó đẩy ra giãn hơn một xíu, và khi máu về, khi tim lở ra thì máu về tim, thì lúc này là cái áp lực của động mạch này nó sẽ giảm, nó sẽ co lại, nó sẽ cái mạch này vừa giãn ra bây giờ nó co lại. Vậy anh chị cần nhớ thành huyết áp trên là sức bóp của tim, huyết áp dưới, huyết áp tâm trương ấy là sức cản của thành mạch, sức cản của thành mạch nha, người ta gọi là cái ống. Vậy anh cản tôi thật là mạnh nhưng mà tôi về bình thường, tôi về bình thường, tôi về bình thường, tôi về bình thường nha. Vậy ở trong cái chỉ số người ta cho phép huyết áp tâm, huyết áp trên, huyết áp tâm thu á, là tốt nhất là dao động từ 90 đến tầm 130, nói chung là tùy độ tuổi, nhưng mà đẹp nhất là dao động từ 110 đến 120 năm. Huyết áp dưới đẹp nhất là dao động từ 60 đến 90 là đẹp nhất, thì theo thành dao động khoảng tầm 75 đến 80 là tốt nhất cả nhà nha. Vậy nếu mà chúng ta đang là 130 trên 90 là bắt đầu có dấu hiệu cao nhẹ nha, 150 trên 90 là cao rồi. Và tiếp theo, nếu mà chúng ta là 100 trên 60 là chúng ta đang được đánh giá là huyết áp thấp. Vậy hai chỉ số này, chỉ số nào quan trọng? Vậy anh chị hình dung này, đúng ra là chỉ số nào cũng quan trọng hết, nhưng mà huyết áp tâm thu là thể hiện cái bơm, huyết áp tâm trương là thể hiện cái gì, cái ống. Vậy huyết áp tâm trên, huyết áp tâm thu là sức cản, là khả năng có bao của tim, là tôi đang đẩy anh thật là mạnh, kể cả chúng ta đang đẩy đến 200 đi, nhưng mà gì, sức cản của thành mạch tôi vẫn về bình thường, tôi đẩy anh rất là mạnh, nhưng mà tôi vẫn về bình thường, tôi vẫn về bình thường, tôi vẫn về bình thường, là gì ạ, là huyết áp dưới nó vẫn gì dao động là 80 nha. Kể cả anh chị 200 trên 80 anh chị vẫn không có quá lo, coi là lo thì vẫn lo, nhưng cũng không có lo bằng 130 mà trên 100. Thậm chí một người 150 mà trên 101 thì nguy cơ vỡ động mạch, nguy cơ tai biến, nguy cơ nhồi máu cơ tim còn cao hơn là người 200 trên 80. Nên nếu trong hai chỉ số này thì phải để ý hai chỉ số, nhưng hãy lưu ý cái chỉ số dưới cho thành nha. Có cái nào, huyết áp trên có cao là tôi đang đẩy anh thật là mạnh, nhưng mà tôi về bình thường. Nhưng mà nhiều anh là huyết áp có 130 thôi, là tôi đẩy anh bình thường thôi, nhưng mà gì, cái sức cản của thành mạch là mạch đang giãn quá mức, mạch đang giết rất là đứt rồi. Nên cứ nhớ cho thành là sức huyết áp trên là cái bơm, huyết áp dưới là cái ống. Và 73 này là gì, 72 này là gì, 72 này chính là số lần co bóp của tim trong vòng 1 phút. Nó sẽ tùy, trẻ em thì nó sẽ rộng khoảng tầm 100 đến 120, vì lúc đó các cơ và cơ tim và các van tĩnh mạch rồi tất cả các cơ của bé chưa hoạt động, thì bóp bé gì, cái tim của bé phải bóp thật là nhiều. Và cái nhịp tim này tốt nhất là bao nhiêu?
tốt nhất là dao động từ 60 đến tầm 80 là tốt nhất nha. Vậy tại sao có nhiều người huyết áp thấp 110 trên gì? 100 hoặc là 110 trên 90 mà nhịp tim người ta lại 80? Vì sao? Anh chị hình dung như sau. Vì sao ạ? Vì sao ạ? Vì tim ta đập rất là nhanh. Tim bị đập rất là nhanh. Nhưng mà khả năng co bóp và cơ tim rất là yếu, có là đập liên tục nhưng mà gì đập như này thôi. Nhưng mà ví dụ Ronaldo nhịp tim chỉ tầm 50 thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà tại sao huyết áp người ta vẫn 130? Vì mỗi lần tim đẩy máu đi cực nhiều nó như này này, nó pịch thế này này, nó pịch như này này. Còn của mình thì gì? Tim bị đập nhanh nhưng mà lượng máu ra thì ít, nó cứ thế này thôi. Anh chị thấy không ạ? Người ta đập này, pịch. Pịch. Pịch, còn mình thì cứ thế này này. Đúng không ạ? Vậy nhịp tim nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Tốt nhất người đẹp nhất là dao động tầm 120 là ok với người lớn tuổi. Còn như Thành là tầm 115 trên 80, nhịp tim tầm 70 đến 75 là ok. Và dựa vào những cái chỉ số này thì chúng ta sẽ thấy như này này. Thường thường những cái người mà mang yếu tố là bệnh cường giáp đi qua đến nội tiết thì thường thường nhịp tim nó sẽ tầm quá 90 đến 95. Còn những người suy giáp thì thường thường nhịp tim người ta dưới gì? Dưới 65. Thì lúc đó anh chị có thể là kiểm tra sâu hơn về cái chỉ số tuyến giáp. Vậy làm sao để mình khỏe? Thì mình sạch thành mạch, cơ tim mình khỏe bằng cách là uống những cái sản phẩm làm sạch thành mạch và uống những vitamin và uống khoáng chất để cơ tim ta khỏe hơn, thì tự nhiên nhịp tim và huyết áp chúng ta ok hơn. Đấy chưa nha? Thì Thành giải thích cho mọi người hiểu về cái chỉ số huyết áp nha. Chú ý nha. Rồi, vậy bây giờ đo huyết áp thì như thế nào? Thì Thành cũng sẽ không có thực hành quá nhiều vì huyết áp chúng ta biết đo rồi, nhưng chú ý khi đo như sau này này. Phải hỏi người ta là đã uống thuốc chưa. Nếu uống thuốc rồi thì làm sao đo nó chính xác được, được chưa cả nhà? Và có bỏ được thuốc huyết áp không? Trong giai đoạn đầu đừng bỏ, anh chị vẫn phải uống nha. Nhưng mà Thành sẽ có cách để cho anh chị giảm dần dần, và có thể sau 6 tháng đến 25 anh chị có thể bỏ được gì? Bỏ được thuốc huyết áp nha. Khi đo thì không được nói chuyện. Khi đo với huyết áp gì? Với huyết áp cổ tay là chúng ta phải ngồi vuông góc như thế này. Bàn của Thành nắm hợp lý này. Tay không được lắm quá chặt, không được nói chuyện. Tay ta khá mở hờ thì tôi ngồi vuông góc, được chưa? Thì với đo huyết áp cổ tay thì cái gì, cái chỗ cổ tay đây này ha, nó phải ngang với tim, nó ngang với tim. Anh chị quấn cái mặt huyết áp của nó ở trên, và khi đo phải chú ý này, ta phải đỡ tay khách hàng sau ta ấn, chứ anh chị đừng ấn thế này huyết áp cổ tay á, nó sẽ bị lệch luôn. Mà anh chị đo này, bảo khách hàng nói chuyện thở đều, nghỉ ngơi trước khi vào đo huyết áp là 10 đến 15 phút, và tốt nhất là sau 45 đến 1 tiếng sau mới đo lại thì chỉ số huyết áp nó mới chuẩn cả nhà nha. Còn với huyết áp bắp tay thì anh chị phải cởi đồng hồ ra, áo thật là gì, áo thật là lỏng thôi, còn áo chặt quá nó cũng không có chính xác. Và ta đặt tay gì, ta đo tay trái, ta để tay trên mặt bàn, ta quấn vòng bi vào đây nha. Cách cái gì ạ? Cách cái khớp tay chúng ta được khoảng tầm 1 cm, và ta ấn thôi. Còn đây là cái máy mới của Thành, Thành lấy cho chị đó thì Thành chưa có cắm pin bước một nha anh. Thì đây cái máy này nó có thể chạy bằng cả pin cả nhà nha, chạy được bằng pin đó. Đây, cái máy nó gồm một cái thân máy, máy trông rất là chuẩn nha, hàng chính hãng nó khác, đây rất là chuẩn đây nha anh chị. Đây là mình chưa bỏ pin này, khi mà anh chị tháo ra thì nó, khi chị mua về anh chị tháo cái này ra, tháo cái mặt này ra, Thành có thể tháo luôn được này. Tháo cái mặt này ra nha, anh chị tháo cái mặt này ra rồi mình có thể mình đo luôn. Sau đó anh chị chú ý này nha, ở trong đây, trong đây thì nó pin ở trong đây này, anh chị phải tháo này ra này. Nó dùng 3 quả pin, à đâu, 4 quả pin. Sau đi cả nhà, 4 quả pin. Thì không biết là lần này người ta có tặng pin không? Vậy lần này là người ta không có tặng pin rồi vì gửi máy bay cho Thành. Vậy anh chị vui lòng ra kia mua 4 quả pin, anh chị cắm đúng chiều vào nha. Cắm đúng chiều vào. Hoặc là bây giờ nếu anh chị không có pin thì anh chị làm gì? Anh chị có thể cắm đo luôn bằng gì? Bằng điện được. Nha, Thành thử cho anh chị em xem luôn nhé. Đây đây, Thành có ổ cắm vào đây. Đây, anh chị cắm vào nguồn điện 220, anh chị cắm vào. Anh chị cắm vào ổ điện. Cái này thì nó hơi bất tiện nha, sao anh chị cắm vào đâu? Anh chị lắp cái này vào. Nếu pin anh chị hết thì anh chị vui lòng mang theo cái sạc này. Anh chị cắm vào cái chỗ này này. Có cái sạc cắm vào. Rồi, nó sẽ hiện lên. Nó rất là xịn sò, nó sẽ cảnh báo khi huyết áp chúng ta có vấn đề. M này là gì? M này là xem lại những cái chỉ số lần trước đo. Thành thì ít để ý đến cái nút M. Nút on off này là nút bật nha. Thì đây là những cái thông báo chỉ số huyết áp, còn đây là cảnh báo này. Rồi,
Bước số 2 làm gì? Bước số 2 là mở cái túi đo này ra thôi. Rồi, chú ý này, đây này. À đây, người ta có tặng quả pin trong đây, sorry cả nhà ha. Nhưng mà mình thôi, mình để này ở đây nha. Người ta hướng dẫn là chị đo này, đặt tay trái xuống, không được cầm lắm, để xuống dưới. Cách cái chỗ khỉu tay này từ 1 đến 2,5 cm nha. Cái gì, cái ống này, này, cái ống này nó phải làm thẳng dưới đây. Ví dụ thằng đo của thằng như sau này. Đây này, anh chị đo này, nó rất là chặt nha. Cái xịn sò thì cái này nó rất là chặt. Rồi, cái ống này anh chị cắm vào đâu? Anh chị cắm vào đây này, có cái lỗ này này. Anh chị cắm chặt vào nha, đừng cắm nóng nó sẽ dễ bị bay. Rồi, cắm chặt vào. Lúc này đúng ra là phải bỏ đồng hồ. Khách hàng phải áo nó phải rộng rộng nha, áo của thằng này nó cũng hơi chặt như thế này là cũng không có được được quá chính xác này cả nhà này. Đấy chưa? Rồi anh chị nhìn này. Đây, đút vào đây. Đây này, nó có cái lỗ này này anh chị này. Chị em này này. Ta đút cái này vào vào đây. Nha. Rồi, để cách cái chỗ này 1 cm. Để như thế này. Còn mình làm cho mình nó sẽ không có ok lắm. Nhưng mà để cái vòng này này nó lên trên thế này nha. Rồi, như thế này. Rồi, quấn quấn chặt một cái. Rồi, sau đó ngồi đây này. Thở để bộ khách hàng không phải lắm, hờ hờ thôi. Thở đều không nói chuyện. Sao anh chị ấn nút gì? Ấn nút on off nha. Lúc này thở đều không nói chuyện. Phải quấn chặt vào một xíu thì huyết áp nó mới làm việc được. Rồi, sau đó huyết áp nó sẽ co lại để nó đo huyết áp trên. Ở trên đây nó sẽ báo pin luôn. Pin ok là pin còn. Lúc này đúng là không cần nói chuyện cả nhà nha. Rồi. Rồi, ok. Sau đó mình xong, mình cởi ra. Mình gì? Mình thu nó lại gọn ghẹ, mình bọc nó lại. Sau mình rút ra nếu mình không đo. Huyết áp của Thành là 112/74. Vậy là bản thân Thành là cũng đang có cơ địa huyết áp thấp. Trước đây thì không bao giờ quá được 100 đâu. Nhưng mà thế này là ok rồi. Huyết áp trên là 112, huyết áp dưới là 74. Nhịp tim mình là 83. Nó cảnh báo là bình thường, mức 1. Ok, pin ok. Vậy là mình bình thường nhé. Vậy nhịp tim của mình làm sao dưới 85 là ok. Còn khi mà Thành không có nói thì nhịp tim của Thành chỉ tầm 75 thôi. Vậy là với người này mình chẩn đoán là gì? Huyết áp trên tốt, là sức bóc của tim ok, độ bền của mạch ok, nhịp tim ok, không có nguy cơ huyết áp cao và không có nguy cơ tim đập nhanh hay tim đập yếu. Được chưa cả nhà? Vậy sau chị làm xong anh chị rút ra. Như Thành bây giờ Thành có thể lắp pin để anh chị đi xa, còn anh chị hết pin anh chị cắm này vào. Anh chị rút ra. Thế thôi. Rồi, và Thành đã hướng dẫn cho anh chị em. Vậy tư vấn về huyết áp thì anh chị có một vài những sản phẩm thực phẩm chức năng nếu người ta cần thêm. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta không nên bỏ họ bỏ thuốc, mà chúng ta bỏ họ gì vẫn sử dụng đều. Và khi mà trong vòng một tháng nó giảm giảm dần thì lúc đó anh chị giảm sau cả nhà ha. Rồi và ăn chậm này, nhai kỹ này, tập thể dục đều đặn này, hạn chế chiên xào rán này, hạn chế chất kích thích này, và có những cái thói quen tốt hơn. Và nếu anh chị có thắc mắc hoặc là có đóng góp gì thì hãy liên hệ trực tiếp với Thành, hoặc là có thể là để lại ý kiến ở phần bình luận. Và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.